đôi mắt người bị xử bắn trong rặng Bình Phát. Nguyễn Bửu Thoại. Đến kinh Cai Tổng Can, một con kinh cắt ngang rạch Bà Đầm Thác Lát, tiểu đoàn chia làm hai nhánh. Cánh A, tiểu đoàn trừ, trách nhiệm bờ Nam. Cánh B, đại đội 1, bờ Bắc. Hai cánh quân song song lục soát về hướng quận lỵ Thuận Nhơn. Một quận lỵ đang bị áp lực rất nặng của còng quân, khiến trục giao thông đường thủy từ quận lỵ ra Cần Thơ gần như bị cắt đứt hoàn toàn từ 3 hôm trước. Xuất phát lúc 7 giờ sáng từ gần kinh Ranh Hạt và kinh số 7 với khoảng cách trên dưới 5 cây số, tiểu đoàn di chuyển nhanh và không gây tiếng động. Đúng 11 giờ sáng, đại đội 1 của tôi vượt qua con rạch Bà Đầm Thác Lát, một con rạch mỗi lần đọc đến tên tôi lại liên tưởng đến thiếu tá Lưu Trọng Kiệt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 42 biệt đồng quân, đã hy sinh tại đây gần 2 năm về trước. Bình bát, một loại cây thuộc họ mãng cầu, lựu lê bình bát mãng cầu, có trái bằng nắm tay, khi chín thì vàng rực, thơm lừng nhưng ăn chẳng ra gì cả. Tuy cùng họ, nhưng mãng cầu mọc trên bờ, còn bình bát lại mọc dưới nước. Bình bát thuộc họ trầm thủy, nên rễ đâm thành cây con nhô lên thành cây lớn. Cứ thế mà bình bát nhảy bạc ngàn, dày đặc hơn cả rừng nhiệt đới bên Mã Lai. Một địa hình kỳ lạ, tôi chưa thấy qua. Cho đại đội dừng quân và bố trí, tôi đứng quan sát chung quanh. Nhất thời, tôi chưa hình dung được cách dàn quân như thế nào nếu ngay bây giờ địch lại khai hỏa. Đất gần như hoang địa, có thể trước đây có người ở, nhưng bỏ phế đã lâu, những bờ và mương đã lạn hết. Bình bát mọc thành rừng, không gò cao, không trũng sâu, nhưng địa thế cũng không bằng phẳng, và nhất là không thể đào hố cá nhân được. Vì dưới chân chẳng hề có đất, mà chỉ có rễ và cây bình bát nằm ngổn ngang sắp lớp. Suy nghĩ một lúc, tôi tìm ra chân lý. Mình vô kế khả thi thì thằng địch cũng thế, chẳng lẽ ở đây nó biến thành chuột biết đào hang hay sao? Quyết định thật nhanh, tôi mời ba ông trung đội trưởng đến và phân công. Thiếu úy Đại, trung đội trưởng trung đội 1, kiêm đại đội phó bên trái. Chuẩn úy Liêm, trung đội trưởng trung đội 3 bên phải. Hai trung đội bắt tay nhau, một hình hàng ngang. Liêm phải rải em út sát bờ sông, phải nhớ kiểm soát được bờ sông, và đừng quên bên kia bờ Nam là tiểu đoàn, là bạn. Chuẩn úy Cần, trung đội trưởng trung đội 2, làm cái râu cạnh sườn trái. Lưu ý, nếu chạm địch, còn giữ cạnh sườn, hướng tác xạ bên trái. Ba anh em bắt tay nhau thật chặt chẽ, di chuyển chậm, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát phải thấy nhau. Tôi lặp lại cho anh em là phải thấy nhau, vì với địa hình này cách xa hơn 2 thước là không ai thấy ai nữa. Do đó, khi chạm địch, đội hình hàng ngang không còn, có khi anh em phía sau bắn bừa lên đồng đội mình ở phía trước, ở bên kia hông. Ba ông sĩ quan trung đội trưởng nhận lệnh và bắt đầu dàn quân tiến lên phía trước. Tôi quay qua thượng sĩ Bình, thường vụ đại đội. Thượng sĩ Hiển, trung đội trưởng trung đội 4, dặn hai ông trách nhiệm mặt sau lưng không được lơ đãng, vì địch có thể bọc hậu sát bên, mình vẫn không phát giác. Đúng như dự đoán của tôi, tình hình thật quái dị, dưới chân đất không cứng hẳn, có đoạn phập phồng vì nước ngập lên khỏi lớp rễ khá cao, có đoạn đất lại khô cứng trải dài. Những đoạn đường như vậy bình bát rất rầm, che khuất cả mặt trời buổi trưa, giống như hoàng hôn ở trong vùng rừng núi, tầm nhìn hết sức hạn chế. Đại đội tiến chậm vì phải quan sát và giữ khoảng cách, cây cối chằng chịt, ngoằn ngoèo rất khó đi, sơ ý vướng rễ cây là té sấp, do đó anh em đi đầu luôn luôn phải hú hí nhau cho khỏi lạc.
Bên kia bờ sông cũng có bình bát, nhưng thưa thớt hơn nhiều. Tiểu đoàn di chuyển dễ dàng và nhanh hơn. Ông tiểu đoàn trưởng cũng biết chúng tôi không sao đi kịp được, nên tiểu đoàn tiến lên một khoảng, rồi dừng lại chờ, rồi lại tiến. 2 giờ chiều, sau 3 giờ di chuyển, đối chiếu lại với bản đồ, tôi biết chúng tôi vượt điểm xuất phát không hơn 4 cây số, nghĩa là mỗi giờ chỉ đi được hơn 1.000 thước. Trên đường tiến quân, chúng tôi chưa khám phá được gì quan trọng ngoài mấy cái chòi nhỏ bỏ hoang. Bắt đầu nản, tôi vừa có ý xin tiểu đoàn cho đơn vị dừng quân để anh em ăn cơm vắt. Chưa kịp gọi tiểu đoàn thì binh nhất an, âm thoại viên mang máy nội bộ bước lại đưa ống liên hợp cho tôi. Ông Trường Thành Ba xin gặp 11. Tôi bấm ống liên hợp. Trường Thành Ba, có gì nói đi. Tiếng chuẩn úy Liêm gấp gáp. Trên 11, có cái trạm xá của VC chứa nhiều thương binh. 11 cho biết, biện pháp. Chuẩn úy Liêm trong mấy tuần qua chứng tỏ rất cố gắng để thích nghi với chiến trường, gan dạ và rất dễ thương. Có điều gặp chuyện gì cấp bách là Liêm lại hay cà lăm. Tôi cắt ngang. Anh đã kiểm soát được trạm xá nào chưa? Dạ rồi, 11. Bố trí em Út cẩn thận, tôi sẽ tới với anh ngay. Gọi luôn các trung đội còn lại, tôi chỉ thị. Trường Thành 1 và 2 nghe rõ chưa? Các anh dừng lại, bố trí lại chỗ chờ lệnh. Riêng Trường Thành 1, lưu ý yểm trợ thằng 3. Trường Thành 1 nghe rõ, 5. Trường Thành 2 nghe rõ, 5. Tôi vỗ vai Lữ. Thông báo cho tiểu đoàn biết, đại đội phải dừng quân vì khám phá trên, yêu cầu tiểu đoàn sẵn sàng yểm trợ. Chưa đầy một phút sau, tôi đã tới trạm xá. Chuẩn úy Liêm đón ở góc ngoài trạm và lưu ý tôi một số lựu đạn nội hóa chất chung quanh. Quan sát một vòng, tôi lấy làm lạ khi thấy các chiến sĩ trung đội 3 đứng dang ra khá xa, vách trạm, ai nấy đều đưa tay bịt mũi. Mấy ông lính mình bữa nay lại làm duyên làm dáng cái gì nữa đấy? Tôi bước nhanh tới và thật là khủng khiếp. Một mùi hôi thối nồng nặc bao trùm cả trạm xá, mùi của tử thi. Nhưng có lẽ cũng không giống như vậy, vì mùi xác chết sình tụi tôi cũng thưởng thức khá quen mũi hôm Tết Mậu Thân, khi phải nằm nhiều ngày cạnh xác chết của Việt Cộng trong mấy con hẻm của thành phố mà không làm sao có, thì giờ tống khứ đi chỗ khác hoặc tìm ra đất để chôn, phải dùng đến mền mùng, chiếu ni lông hay bất cứ vật gì để đắp, đậy tạm cho đỡ khổ cái lỗ mũi, rồi tiếp tục chiến đấu. Nhưng cái này thì không phải. Tôi nhìn chuẩn ý Liêm, Liêm hiểu ý tôi, nhăn mũi, lắc đầu. Không có tử thi nào cả, 11 nhìn vào trạm xá sẽ hiểu. Tôi bước tới trạm và nhìn vào. Tôi không tin rằng đây là một cái trạm xá. Trạm xá, dù là giả chiến đi nữa, ít ra cũng phải có cái tiện nghi tối thiểu của nó, nghĩa là phải có giường kê lên cao, có tấm trải giường hay chiếu cói, có mền để đắp, có mùng để tránh mũi, nhất là ở giữa rừng. Đằng này, tôi không sao tưởng tượng và hình dung ra được. Đây phải gọi là cái chòi thì đúng hơn, có khi còn thua cả cái chòi giữ vịt của nông dân miệt Cần Thơ, Sóc Trăng. Trạm hình chữ nhật dài khoảng 8 mét, ngang 4 mét. Trong trạm trống trơn, không một chiếc giường, không một bộ ván nào cả. Nền nhà không ngập nước, nhưng rất ẩm ướt vì mới dứt mùa mưa dầm. Ánh nắng lại không soi rọi tới, đất lại không khô kịp. Mái trạm lợp bằng lá dừa nước, vách lá cũng là dừa nước, 4 bề từ ngực trở lên để trống. Toàn khu nền nhà được rải một lớp rơm khá dày. Đó là tất cả những tiện nghi của một trạm xá Việt Cộng. Phía góc trong của căn trạm có 4 thương binh Việt Cộng đang nằm. 4 anh dương mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa rất sợ hãi. Cả 4 còn tỉnh mặc dù thương tích rất trầm trọng. Tôi bước qua khung cửa để vào chỗ các anh đang nằm. Mùi hôi thối đúng ra phát ra từ đây. 4 người Việt Cộng mình mãi đều bê bết máu tươi và khô, nước vàng và mũ cứ nung núc. Vương vãi khắp nơi là những loại quần áo cũ,
khăn rằn quấn cổ bị xé ra làm băng, làm vải, thấm thay cho compress. Trộn lẫn tất cả các thứ xú uế kể trên được ném khắp nền nhà, vì cơ thể bốn anh liên tục phóng thích những chất kinh khủng đó suốt ngày, nên đã quyến rũ hàng đàn, hàng đống con ruồi nhặng vo ve. Mùi hôi thối của những chất này còn khủng khiếp hơn cả những thây ma. Và ghê tởm hơn nữa, dưới nền nhà, những con giòi trắng cứ bò, lễn nghễn, núp nhúc. Tôi thật tình không thể tin rằng bốn anh lính gác của bác có thể sinh tồn nhiều ngày trong cái điều kiện như vậy được. Đang suy nghĩ, bỗng chiếc loa nhỏ gắn sau cái máy PRC-25 phát ra tiếng gọi của ông tiểu đoàn trưởng. Có lẽ ông muốn biết tình hình vì báo cáo ban nãy. Trường Thành, đây số 6 gọi. Tôi nhặt ống liên hợp gắn sau lưng lữ và đáp ngay. 11, tôi nghe số 6. Anh đã đến trạm xá chưa và thấy thế nào? Đã đến hơn 3 phút, đang quan sát tìm hiểu, chưa tìm thấy gì cụ thể, sẽ báo cho số 6 sau. Cố khai thác nó xem, thằng nào, tên gì, đang đóng quân ở khu vực này, bóp cổ nó tìm củi đuốc, coi có được gì không, nửa tháng nay không có chấm bút gì ráo. Nói xong ông buông một tràng cười, tính ông hay pha trò nhưng là con người rất nguyên tắc. Ông là một tiểu đoàn trưởng giỏi nhưng cũng có nhiều tật lạ đời như là quy y Phật, không bao giờ chửi thề, nhưng khi giận ông là vua nói tục, có khi đang tụng kinh lâm râm. Vậy mà nghe bắt sống được việc cộng thì bảo lính đem cất liền, khỏi cần giải lao về trung đoàn hay tiểu khu cho mất công. Lính thì như thiên lôi, có lệnh là làm theo. Ở đơn vị hành quân, trong vùng địch không dân cư, đối diện với những sinh tử bất chợt, luật lệ ở đây là họng súng. Đó là một hệ quả tất nhiên của sự rình rập ngày đêm giữa hai mãnh thú săn mồi. Cái này, dù có 10 ông nhiếp ảnh viên, người chụp bức hình nổi tiếng tướng Nguyễn Ngọc Loan trong vụ xử bắn tên đặc công cộng sản tại Sài Gòn trong Tết Mậu Thân cũng không có điều kiện để bấm máy được đâu. Mỗi lần đem cất như vậy, ông tâm sự với tôi, tụi nó là quỷ vương, giết cho sạch ma quỷ để Phật xuất thế. Ông chỉ thị cho sĩ quan truyền tin ghi trong đặc lệnh truyền tin danh xưng của ông là số 6. Tiểu đoàn phó số 7, đại đội trưởng đại đội 1, số 11, đại đội trưởng đại đội 2 là 22. Ông còn nói thêm số 6 là Lục Tự Di Đà. Ông có biết không? Tôi không có ý kiến về cách tu hành và pháp môn niệm Phật của ông, nhưng quả tình tôi với ông có những quan điểm rất dị biệt về cách đối xử với tù, hàng và thương binh của địch. Dù mùi hôi thối có thế nào, tôi cũng phải đến tận chỗ nằm của bốn thương binh Việt Cộng. Người nằm sát chân tôi là một thanh niên trẻ, cũng chừng tuổi tôi, nghĩa là trên dưới 25. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh và quần đùi, hai chân bị gãy lìa nên có nẹp bằng tre bao quanh. Người thứ hai trên 30 tuổi, một chân bị cưa khỏi đầu gối, chắc có lẽ vết cắt chưa lâu lắm nên máu và nước vàng thấm ướt cả vải băng. Người thứ ba, tôi không tài nào đoán được tuổi vì gương mặt bị cháy xém nhiều chỗ, khắp thân hình nhăn nhúm và loang lỗ. Chỗ nào da đã tuột mất thì phơi bày máu mủ bầy nhầy, nước vàng kinh khiếp. Chỗ nào còn da thì đổi màu đen và nhăn nhúm lại, khắp người không có mảnh vải nào để che đắp vì những vết phỏng nhầy nhùa. Bộ phận sinh dục, xin lỗi, bị cháy teo không còn hình thù. Anh cho tôi biết anh bị napalm hơn một tuần lễ trước. Người thứ tư có lẽ rất nguy kịch vì anh bị trúng pháo binh nên phần ngực và bụng bị rách và bể rất nhiều chỗ. Anh đắp trên bụng một cái vùng, một miếng vải mùng màu vải tám. Màu vải nguyên thủy là màu trắng ngà, bây giờ không còn biết gọi là màu gì nữa, sau khi nó thấm nhuộm đủ thứ, nào là máu, mũ, nước vàng, đất, vân vân. Hạ sĩ nhất Thạch Chêm, trưởng toán quân báo đại đội, dùng đầu súng M16 hất cái mùng ra để kiểm tra bên dưới. Tôi đã suýt kêu lên, một đoạn ruột của anh đã lòi ra khỏi bụng và đang ngã màu đen.
lòng tôi nặng nề chùng xuống. Là con người, là đồng loại, tôi ngỡ ngàng thương cảm cho các anh. Không phải bây giờ tôi mới thương các anh, mà đã từ lâu lắm rồi, từ Tết Mậu Thân kia, khi tôi chứng kiến những em bé bộ đội miền Bắc 15, 16 tuổi, miệng mếu máo, mặt mày giáo giác, như con lạc mẹ, lạc cha, lúc đơn vị của Việt Cộng bị đánh tan tác, hoặc từng chùm hai người gục chết với cây đại liên phòng không, chân còn bị xích cứng với càng súng. Nhưng chưa bao giờ lòng thương cảm của tôi đối với các anh lại biến thành nỗi đau xót tột cùng như bây giờ. Người lính miền Nam đối diện với lực lượng xâm lăng miền Bắc chỉ để tự vệ và giữ gìn cuộc sống êm ấm cho đồng bào. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không dạy người chiến sĩ mang trong lòng một chút sự hận thù nào. Không có quốc gia văn minh, có truyền thống nhân bản nào là dạy người lính của họ bài học nhập môn là lòng thù hận. Quân đội miền Nam được đào tạo để bảo vệ xứ sở, bảo vệ chủ quyền, chứ không bảo vệ chủ thuyết, nhất là loại chủ thuyết ngoại lai, hão huyền. Tôi thương các anh, tôi không chịu nổi hình ảnh người thương binh, dù là thương binh ở bất cứ hàng ngũ nào, bị đối xử còn thua con vật. Nhưng tôi làm được gì? Quyền lực của tôi rất giới hạn. Tôi sẽ giúp được các anh nếu các anh thật lòng và tạo điều kiện để tôi thực hiện được sự giúp đỡ đó. Nhìn gần 20 quả lựu đạn, đa số là nội hóa, nằm rải rác quanh trạm xá. Tôi hỏi, ai trang bị và sử dụng mấy quả lựu đạn này? 6 đôi mắt đổ dồn về người thương binh cục chân lớn tuổi. Tôi biết anh là người lãnh đạo của nhóm, một thứ bí thư chi bộ. Tôi nhìn anh và chờ đợi. Tôi liếc chung quanh, lính sư 21 bố trí dày đặc khắp trạm. Anh sợ sệt nhìn tôi, giọng nói run run. Thưa ông, bốn anh em chúng tôi ngồi còn không nổi, không ai sử dụng được vũ khí, có lẽ các anh bảo vệ bỏ lại. Các anh bảo vệ? Bao nhiêu anh và sử dụng vũ khí gì? Thưa ông, tất cả có 6 anh với 5 khẩu AK-47. Tên thương binh cục chân đáp, và hắn thêm luôn. Các anh ấy đã chạy chừng 10 phút trước khi ông chỉ huy này đến. Vừa nói, hắn vừa chỉ Trung úy Liêm. Tôi nói thật với các anh và cũng nói thật với lương tâm của mình rằng tôi muốn cứu các anh được sống bằng cách xin chuyển các anh về quân y viện của chúng tôi để được điều trị. Nhưng để thực hiện được điều đó, các anh cũng phải thực tâm khai báo tin tức về những đơn vị đang trú đóng quanh đây, hoặc là ít ra các anh cũng phải chỉ cho chúng tôi vũ khí đạn dược đã chôn giấu quanh đây. Tên thương binh lớn tuổi có vẻ khổ sở, y thề thốt bán mạng với tôi rằng y không biết được gì vì thương tích quá nặng, mê man đã nhiều ngày. Hơn nữa, các anh giờ đây đã trở thành gánh nặng cho đồng đội, đâu còn được giao công tác gì mà biết được kế hoạch, đơn vị và vũ khí. Sau hơn 30 phút tiếp xúc và tra hỏi, tôi đánh giá có lẽ y chẳng biết gì thật. Tôi chạnh lòng đến thật tâm muốn cứu các anh, nhưng không phải là không có điều kiện, bởi vì quyền quyết định không phải do tôi. Trong cuộc đổi chác, các anh không có gì để trao nên cũng chẳng nhận được gì. Đó là sự trao đổi bình đẳng. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi vừa định bảo an ra lệnh cho các trung đội tiếp tục lên đường, thì tiếng loa nhỏ lại phát ra tiếng nói của ông tiểu đoàn trưởng. Trường Thành, số 6 gọi. An bấm máy. Dạ, Trường Thành, nghe số 6. Cho ông thầy anh đầu máy. Tôi đặt ống liên hợp trên tay An. 11, tôi nghe số 6 đây. Có khai thác được gì không, Tango? Chẳng có gì cả, số 6, ngoại trừ gần 20 trái bình bát nội hóa. Mở chốt, thảy vô cho nó xài. Sau có nói là một tràng cười. Ngừng mấy giây, ông dứt khoát. Thôi, bỏ đi, chiều lắm rồi. Cho em Út tiếp tục Zulu. Nhớ trước khi đem cất hết 4 thằng đó nhé. Nhận rõ, số 6. Tiếng loa nhỏ, âm thanh yếu, nhưng rõ ràng. Trong bán kính 3-4 mét, bất cứ ai cũng nghe không sót tiếng nào. Đó là lệnh của cấp chỉ huy, lệnh tại chiến trường, lệnh xử bắn thương binh. Loại mệnh lệnh này chỉ có thi hành chứ không có bàn cãi. 4 thương binh Việt Cộng nằm ngay dưới chân tôi. Người mang máy lại luôn luôn di chuyển sát cạnh đại đội trưởng,
nên từ chiếc loa đến cả bốn anh chỉ cách khoảng từ 1 mét đến hơn 2 mét, nghĩa là họ nghe rất rõ ràng. Động từ cất là một tiếng lóng của chúng tôi, nhưng tiếng lóng này không khó hiểu, ai nghe cũng đoán được nghĩa. Hạ sĩ nhất Thạch Chêm gỡ súng M16 ra khỏi vai trong tư thế sẵn sàng. Anh là tiểu đội trưởng quân báo, một đơn vị thuộc loại trinh sát của đại đội, có nhiệm vụ nếu cần sẽ thi hành những mission như vậy. Trong khi ấy, cả bốn thương binh đều cố ngồi dậy, nhưng chỉ có hai anh gãy chân là ráng ngồi được. Hai anh còn lại dù cố gượng nhưng quá đau đớn phải quỳ trở lại. Bốn người, kẻ nằm, người ngồi, dương bốn cặp mắt trắng giả, cặp mắt đứng tròng không còn thần sắc để nhìn tôi. Khóe miệng thì co giật liên hồi, đó có phải là phản xạ của cơ thể con người khi hay tin mình bị xử chết chăng? Xin mở cái mặt đơn ở chỗ này. Mãi nhiều năm sau này, trong trại cải tạo, chứng kiến sự gào thét, nhục mạ, hành hạ, hăm dọa, thủ tiêu của cán bộ quản giáo đối với người tù cải tạo xa cơ, tôi thường liên tưởng đến những đôi mắt này, đôi mắt đỏ, đôi mắt rưng rưng, không còn thần sắc. Và tôi hình dung lại thật rõ ràng, đôi mắt rã rời của bốn người thua cuộc ngày xưa, nay đã thuộc về dĩ vãng. Xin đóng ngoặc đơn ở chỗ này. Tôi nhìn bốn người từ đầu đến chân. Tôi không có ý bỏ lên bàn cân để tính thử trọng lượng cuộc sống của một con người. Tôi cũng không hề có ý đánh giá hoặc so sánh sinh mạng con người ở hai giới tuyến khác nhau. Vì khi sinh ra, vạn vật muôn loài, tạp hóa, trời đất đã cho họ tất cả một giá trị bình đẳng như nhau, chỉ có cái chết vô nghĩa, sự hy sinh bị lợi dụng, chứ không có cuộc sống nào là không đáng quý, là bỏ đi cả. Tia nhìn của tôi dừng lại ở anh thương binh lớn tuổi nhất. Tôi bắt gặp anh cũng đang nhìn tôi. Tôi thấy hai hàng nước mắt của anh chảy dài từ hố mắt trũng sâu. Tôi chớp mắt lại một giây, mắt tôi không cay, nhưng lòng tôi chua xót. Chua xót cho một kiếp con người, chua xót cho những thân phận đầu thai lầm chủ thuyết. Dưới chân tôi có vật gì nhúc nhích. Tôi nhìn xuống, một con cóc ruộng thật lớn ở dưới lớp rơm nhoi ra nhảy, ngồi trên mũi giày của tôi. Con cóc đang lè lưỡi cuốn mấy con giòi trắng bò lễnh nghễnh trên nền trại. Tôi rùng mình hất nhẹ cho con cóc nhảy đi. Cùng lúc, một hình ảnh vô cùng tội nghiệp của giống vật lưỡng thể lưỡng cư, vừa sống được dưới nước cũng sống được trên cạn này, gây xót xa trong lòng tôi. Đó là hình ảnh mấy chú cóc, mấy chú ếch khi bị cắt cổ làm thịt. Chúng luôn luôn dùng hai chân chõi mạnh lưỡi dao để đẩy ra, chõi cho đến khi đầu của chúng bị cắt lìa, hai chân vẫn còn chõi. Thật là thảm thương. Tôi đã có quyết định. Tôi nói với bốn cặp mắt thất thần đang nhìn tôi: các anh đã nghe rõ rồi, tôi được lệnh phải bắn các anh trước khi tôi di chuyển. Nhưng tôi không làm điều đó vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, tôi không có thói quen đánh người bị trói, nên cũng không giết người đã bị thương nặng, bị loại khỏi vòng chiến. Lương tâm và truyền thống đạo đức đã không cho phép tôi thực hiện điều đó. Người chiến sĩ chân chính không bắn đối phương khi đối phương đã xuôi tay không còn vũ khí. Hơn nữa, hình ảnh thê lương của các anh gây ra một sự hụt hẫng, thảm hại trong suy tư của tôi. Tôi không thể tin rằng là con người với nhau, tầng lớp này là có thể gạt gẫm và đọa đày tầng lớp kia, và tầng lớp kia lại mù quáng, điên dại, lao thân vào chỗ chết để phục vụ cho một tham vọng, một chủ thuyết mơ hồ, xa vời và không tưởng. Tôi không hề làm công tác chiến tranh chính trị trong lúc này, cũng không có ý tranh luận với các anh về chủ thuyết. Cái nào ưu việt, cái nào tệ hại, công tác đó thuộc bộ phận khác, không hiện diện với đơn vị tác chiến. Tôi chỉ muốn bày tỏ với các anh một điều hết sức giản dị rằng là người lính, khi sức lực còn khan kiệt, chúng ta cống hiến sức lực đó cho quốc gia, cho lý tưởng. Chẳng may khi bị thương tật, chúng ta đòi hỏi phải được chăm sóc và điều trị tới nơi, tới chốn. Thứ hai, hoàn cảnh của các anh làm chúng tôi kinh tởm. Kinh tởm trước hết cho những người lãnh đạo các anh,
và cũng kinh tởm cho chính các anh nữa. Tôi đã từng chứng kiến nhiều gia đình nuôi những loài gia cầm như mèo, chó, trâu bò. Khi khỏe mạnh, chúng giúp đỡ cho chủ, nhưng khi chúng bị bệnh hoạn hay bị thương tật, người chủ cũng tận tụy săn sóc, chữa chạy cho chúng như đã săn sóc một thành viên thân thiết trong gia đình. Có khi còn vất vả hơn vì con vật vốn không biết nói. Tôi thành thật xin lỗi bốn anh khi phải đưa ra sự so sánh này. Một sự so sánh tôi biết dù ít dù nhiều cũng làm thương tổn đến tự ái của các anh. Nhưng tôi mong có dịp các anh sẽ suy nghĩ về lời nói của tôi. Tôi không có bất cứ điều kiện nào khi tha cho các anh, kể cả điều kiện dạy đời các anh. Tôi phải nói hết như thế để bốn anh hiểu và cũng để các chiến hữu của tôi hiểu về quyết định của tôi. Nói xong, tôi dây qua thạch chêm, chỉ tay ra góc vườn. Anh bước ra góc kia và bắn hai băng M16 vào bụi bình bát đó. Còn Lữ, chú mày báo cho số 6 biết mình đã cất xong mấy tên Việt Cộng và chuẩn bị lên đường đây. Sau khi chứng kiến chêm rút hết và trút hết hai băng M16 vào bụi bình bát bị xử bắn giả, bốn tên thương binh Việt Cộng mới tin rằng tôi đã tha cho chúng thật. Tên lãnh đạo nói với tôi trong nỗi xúc động, nghẹn ngào. Thưa ông, tôi biết ông là người chỉ huy của cánh quân này. Tôi không thấy ông đeo lon nên không hiểu cấp bậc của ông. Nhưng chắc chắn ông phải là sĩ quan, một tầng lớp mà chúng tôi vừa thù vừa sợ. Tôi được học tập rằng sĩ quan quốc gia gặp chúng tôi là tàn sát, trẻ không tha, già không nương. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một sĩ quan bằng xương, bằng thịt và thấy rằng ông đã không phải con người ghê gớm như vậy. Ông không giống với một hình ảnh những sĩ quan sắc máu mà chúng tôi đã có trong ý tưởng lâu nay. Xin thay mặt cho ba anh em, tôi chân thành đội ơn ông. Đưa tay ngăn anh lại, tôi đáp, tôi không dám nhận sự cảm ơn, tôi chỉ làm điều mà lương tâm và bổn phận hướng dẫn tôi phải làm. Khi tha chết cho các anh, tôi đã vi phạm vào huấn lệnh quân sự của quân đội tôi tại mặt trận. Có thể tôi sẽ bị kỷ luật hoặc bị đưa ra tòa án binh không chừng, nhưng tôi vẫn làm vì tôi chưa đánh mất nhân tính và vẫn tin ở chủ trương đem đạo nghĩa để thắng hung tàn của quân đội tôi. Tôi đã suy nghĩ chín chắn, đã cân nhắc nặng nhẹ giữa đạo đức và lương tâm con người với trách nhiệm mà quân đội giao phó, và tôi hoàn toàn chấp nhận mọi hậu quả do quyết định của tôi. Tôi chỉ mong rằng các anh có dịp hiểu biết rõ hơn về chúng tôi và quân đội quốc gia như anh vừa nói, để đối chiếu với những điều các anh đã được học. Chỉ có vậy thôi nhé, xin chào, chúng tôi phải đi. Tên cán bộ ráng nói thêm, xin cho tôi nói một câu chót. Tôi dừng lại và nhìn anh nói đi. Tên cán bộ câu hai tay để trước bụng và nói nhỏ, chúng tôi xin thành tâm cầu mong mọi điều may mắn, bình an cho ông suốt cả cuộc đời. Có lẽ đây là câu nói xúc động phát ra từ tấm lòng chân thật của anh. Tôi gật nhẹ đầu, cảm ơn và chào anh ta. Tôi mỉm cười khi suy nghĩ về câu cầu chúc của anh ta. Tôi may mắn bình an mỗi lần tao ngộ với phía các anh, thì các anh sẽ ra sao? Đến đây, tôi nghĩ mọi chuyện đã xong, đã mất rất nhiều thời giờ, buổi chiều cũng sắp về, buổi chiều ở vùng rừng rậm xuống rất nhanh, và chỗ trú quân đêm, trong vùng đất xa lạ này, phải được quan sát khi trời còn sáng. Tôi báo cáo lên tiểu đoàn, công tác đã thi hành xong và xin tiếp tục di chuyển. Chúng tôi, theo lộ trình cũ, đi chưa được 50 mét thì ông số 6 lại gọi tôi. Anh dừng lại cho em Út bố trí giữ an ninh. Hai thằng cố vấn đang lội sông qua bên anh đó, nó muốn ngắm nghía trạm xá của Việt Cộng. Tôi chới với ngẩn người, như vậy là bể rồi, nhưng không còn cách nào khác. Cho các trung đội dừng quân xong, tôi và bộ chỉ huy đứng lại ở bờ sông, đợi hai ông cố. Khúc sông này của con rạch cai Tổng Can là đời thật. Sông rộng hơn 40 mét, nước sông trôi lững lờ, vậy mà khúc càng khúc sâu như chính lòng dạ đổi thay khi vầy khi khác của con người, khó đo, khó đoán, khó lường. Dò sông, dò biển, thật dễ dò. Nhìn mấy người lính đang lội qua, mực nước chỉ tới vai, còn hai ông mẻo thì chỉ tới ngực,
phải chi nước ngập khỏi đầu như khúc trên kia thì đâu có chi rắc rối. Thiếu tá Canvin, cố vấn trưởng, và trung úy Hayay, cố vấn phó, lên bờ và bước lại phía tôi. Tôi đứng dậy bắt tay hai ông, gặp nhau hàng ngày và ở vùng hành quân, chúng tôi ít khi chào kính. Tôi bảo Thạch Chêm dẫn hai ông đi đến chỗ đó. Tôi vẫn ngồi yên ở bờ sông hút thuốc. Tôi biết là sẽ có chuyện, nhưng tôi vẫn giữ quyết định vừa rồi. Tôi thấy không cần phải giải thích gì thêm. Các cố vấn Mỹ ở đơn vị tôi, họ cũng rất lịch sự và hiểu vị trí của mình. Từ ngày về đơn vị đến giờ, tôi chưa từng thấy họ tham gia, bàn thảo kế hoạch hành quân, điều động hay chỉ huy ai cả. Họ chỉ được yêu cầu cố vấn chúng tôi, xin trực thăng võ trang, xin phi tuần, xin tản thương, xin hỏa châu, vân vân. Nghĩa là chỉ có xin dùng đủ thứ, công tác đó họ làm kết quả nhanh gấp mấy lần mình. Ít nhất thì ở đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn, cố vấn đã không dám phát huy vai trò chủ Mỹ của mình một cách lộ liễu. Sau khi quan sát, chụp hình mấy vị trí, hai ông quay trở về. Khi đến chỗ tôi, thiếu tá Canvin đưa ngón tay cái lên trời và nói, "Hi, Commander, you did a good job." Tôi mỉm cười chào ông và nói vỏn vẹn hai tiếng, "Thank you." Tôi không hiểu ý ông qua hai chữ good job là good ở khía cạnh nào, good khi khám phá ra trạm xá VC hay good vì bắn mấy loạt M16 mà bốn tên thương binh địch vẫn còn sống. Đằng kia, bốn ánh mắt tê dại nhìn về hướng tôi. Các anh tin rằng lần này mới là chết thật. Ông chủ Mỹ đã đến làm sao còn sống được nữa. Sĩ quan Mỹ được mấy cái đầu mà dám cãi. Mấy anh thật chẳng hiểu gì về quân đội Việt Nam Cộng Hòa cả. Khi được tiếp xúc với chúng tôi, mắt các anh sẽ mở trừng trừng, ngạc nhiên từng chập, mở cho đến độ rách cả khóe mắt. Tôi biết bốn anh rất muốn nói chuyện với tôi trong giờ phút thời gian như dừng lại. Nhưng tôi không có gì để nói thêm với các anh, chuyện các anh tôi đã quyết định xong. Tôi là tư lệnh của mặt trận bờ Bắc này, là một tư lệnh nhỏ xíu thôi, nhưng là người có quyền quyết định cao nhất tại đây. Không ai có quyền quyết định thay cho tôi khi tôi chưa rời đơn vị. Tôi ngồi chờ bên kia sông, tôi biết thế nào cũng sẽ có bão táp tới. Tôi chờ nghe tiếng đứt của tiểu đoàn trưởng. 5 phút sau, bão tới. Tango, nói cho tôi biết, anh hát cái bản gì đây? Mấy thằng Tây về báo cáo rằng, 4 thằng VC còn ngồi hút quân tiếp vụ bên ấy. Vậy là sao? Anh chống lệnh tôi? Anh chỉ huy ở đây hay là tôi? Nói nghe. Tôi làm thinh để cho ông xì bớt hơi. Trong 4 đại đội trưởng, tôi là người có cấp bậc thấp nhất, thiếu úy. Nhưng tôi cũng là người tương đồng với ông nhiều vấn đề. Trong đó, phải kể cả những vấn đề gay go nguy hiểm mà ai cũng chê, nhưng tôi nhận. Có gì đâu, mình chẳng có chi bận biểu, tử sanh hữu mạng mà. Tôi chỉ lo các anh em tôi trong đại đội sẽ phản đối những cái gật đầu hơi nhiều của tôi, thay vì bắt thăm chia đều. Thế nhưng, chuyện đó chưa xảy ra vì họ tin tôi, thương tôi, họ cũng biết tôi rất thương họ và cũng không đến nỗi ngu lắm. Mấy mươi giây trôi qua, không nghe tôi trả lời. Ông số 6 lại hỏi lớn, Tango đâu rồi? Anh có nghe tôi không? Tôi cầm ống liên hợp, thẳng thắn và chân tình đáp. Tôi đang nghe số 6. Trước hết, tôi rất tiếc phải nói câu xin lỗi. Nhưng thật tình, tôi không hề có ý qua mặt hay chống lại lệnh của số 6. Đây chỉ là vấn đề lương tâm và đạo đức con người. Một con người có lẽ không đủ nhẫn tâm để giết đồng loại đang bị thương tích trầm trọng. Ngoài ra, tôi cũng không dám quên những bài học ở quân trường, quy định về cách đối xử với thương binh địch. Do đó, xin số 6 cho phép tôi giữ quyết định đã ban hành về số phận của 4 thương binh địch. Tuy nhiên, nếu số 6 cho rằng việc bắn bỏ họ là điều không thể nào đảo ngược được, thì đó là thẩm quyền của số 6. Tôi không chống đối. Đại đội tôi xin chờ và xin số 6 cho vài trinh sát hay quân báo tiểu đoàn qua đây thực hiện công tác hành quyết. Tôi muốn rằng, cho đến chết, người lính Cộng sản vẫn giữ hình ảnh của người chiến sĩ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, luôn luôn bảo tồn chữ tín. Nói xong, tôi giữ company để chờ ông.
Nhiều phút trôi qua, có lẽ ông cũng đang suy tư hoặc đang chỉ thị cho trinh sát quân báo. Tôi trả ống liên hợp lại cho Lữ. Lữ vừa cài cái móc của ống liên hợp lên dây ba chạc thì tiếng ông tiểu đoàn trưởng chỉ thị cho âm thoại viên với giọng dịu nhẹ hơn. Thôi, Lê Lai, nói với thầy anh, số 6 đồng ý cho 11 mua cái đứt cho vợ con của số 6. Anh nói như thế này, số 6 đồng ý cho 11 mua cái đứt cho vợ con sau này, nhưng mà bắn thêm vài loạt đạn nữa rồi Zulu. Lưu ý, vị trí đã bị bại lộ. Lữ nhìn tôi nhìn Lữ. Hai thầy trò trao đổi nụ cười nhẹ nhõm, Lữ lê lưỡi. Có lẽ chỉ có ông thầy là được số 6 chiều và nể như vậy mà thôi. Tôi nhìn sang bên kia sông hướng tiểu đoàn. Chiều xuống thật nhanh, những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn rơi rớt trên ngọn rặng bình bát bạc ngàn. Gió lay nhẹ nhẹ, xa xa bên kia bờ, chỗ rặng cây cao, đàn cò bay về nơi trú đêm, điểm trắng các chòm cây xanh như những bông hoa dài, âm thầm nở, âm thầm tàn trong ngôi vườn bỏ hoang, không người tới lui chăm sóc. Chúng tôi lại lên đường, không như đàn cò về lại chòm cây cao. Chúng tôi không có chỗ trú nhất định cho mỗi đêm, có thể là một vùng bình bát, có thể là một khu vườn hoang, có thể là một đám rẫy, hay cũng có thể là một bãi tha ma. 30 ngày trong tháng thì hơn 2/3 số đêm đó chúng tôi ngủ hoang, ngủ bụi như vậy cho người dân lành được ngon giấc trong chăn ấm nềm êm. Chúng tôi không có ý so sánh những hình ảnh đối ngược của hai nếp sống để kể lể công lao hay cay đắng ngậm ngùi, nhưng chúng tôi mong rằng sự hy sinh của những người chiến sĩ trong cuộc chiến vừa qua sẽ không bị mỉa mai và quên lãng. Phần ghi chú của tác giả. Sau biến cố đó, tôi không bị bất cứ một biện pháp chế tài kỷ luật nào. Nhưng một tuần lễ sau, khi tập trung ra làng chỉ đỏ, ông tiểu đoàn phó xuống đại đội của tôi chủ tọa lễ bàn giao chức vụ đại đội trưởng đại đội 1 cho một sĩ quan khác. Sự trừng phạt, nếu đúng, chỉ có tính cách tượng trưng. Có điều cho đến nay, sau đúng 32 năm, mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi vẫn không kết luận dứt khoát được là trong hai quyết định của ông tiểu đoàn trưởng và của tôi, ai đúng, ai sai. Đúng sai trong hai lĩnh vực, giữa lương tâm và truyền thống nhân ái của dân tộc với sự tha chết cho giặc, dưỡng hổ, di hòa. Cuộc chiến đã chấm dứt 1/4 thế kỷ, sau nhiều năm bị đọa đày trong trại cải tạo, sau hiểm nguy của gia đình qua mấy chuyến vượt biên bằng đường biển, sau những tháng năm bình tĩnh nhìn lại cuộc chiến mà mình đã đổ máu xương để trang trải và đã bị phản bội, bị bỏ rơi thê thảm. Nếu một mệnh lệnh như xưa được ban hành, tôi vẫn lấy cái quyết định như đã từng quyết định trong rặng bình bát, đó là lương tâm, là phẩm giá của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiểu đoạn này được viết rất bất ngờ sau khi người viết đọc được bài đối thoại với nhà văn trong hàng ngũ thắng trận của Trần Hoài Thư trên trang Internet, viết kỷ lục chỉ trong 2 ngày để phổ biến trên truyền thông nhân buổi ra mắt tác phẩm Về Hướng Mặt Trời Lặn của anh Trần Hoài Thư tại Houston. Không ngờ sau khi dân ta Việt báo ở Houston rồi Nhật báo Người Việt đặt sang KBC ở Nam California, đặt sang Võ Khoa Thủ Đức Washington DC, phổ biến rộng rãi bài này, một vài cuộc hội thảo đã diễn ra quanh một vài chủ đề mà người viết đã đụng tới trong tác phẩm. Nay, nhân khi bài viết này được đặt đúng vị trí thời gian trong tác phẩm để xuất bản, người viết muốn minh xác, tác giả không có ý định dùng mẫu chuyện thật trên đây để phản bác lại những điều hoang tưởng, xuyên tạc chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa của hai nhà văn lớn là hai nhà văn của Cộng sản là Dương Thu Hương và Bảo Ninh. Dương Thu Hương với tác phẩm ồn ào một dạo tiểu thuyết vô đề đã mô tả người lính thám báo quân lực Việt Nam Cộng Hòa như sau. Tôi vực cô hồn, gặp 6 cái xác truồng, xác đàn bà, vú và cửa mình bị xẻo ném vung vãi khắp đám cỏ xung quanh. Cũng có thể họ đi kiếm măng rồi vấp bọn thám báo. Chúng đã hiếp các cô tàn bạo trước khi giết.
Còn Bảo Ninh với tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh cũng gán cho Thám báo cái tội bắt ba cô gái trong mật khu rồi hãm hiếp, sau đó giết họ vất xuống sông. Ba nhỏ đó, Trình Quý Anh, tụi này làm thịt cúng Hà Bá rồi, mấy nhỏ khóc quá trời. Tôi không hiểu sao các nhà văn Việt Cộng lại luôn luôn gắn ghép người lính miền Nam vào hành động thích hãm hiếp và lắc xẻo mấy bộ phận của đàn bà. 25 năm sau cuộc chiến, đã đến lúc phải trả lại cái gì thật sự của lịch sử cho lịch sử. Tôi không nói người lính miền Nam là một thứ khổng tử, nhưng tôi biết chắc chắn rằng không một quân dân nào của chúng tôi đủ hứng thú để làm cái trò dị hợm kỳ cục, hãm hiếp còn dã man lắc xẻo tại chiến trường như Dương Thu Hương đã mô tả. Tôi mong đọc được những bài viết nói lên sự thật của những người cầm bút ở cả hai phía, không bị chi phối bởi bất cứ mặc cảm, dù là sự tôn ti hay sự tự ti, bởi sự cám dỗ vật chất hay bởi bất cứ một thế lực nào. Tôi mong bà Dương Thu Hương và ông Bảo Ninh đọc được câu chuyện này. Tôi lặp lại lần nữa, tôi không hề có ý định viết chuyện để bênh vực người lính miền Nam hoặc để phản bác lại hai tác phẩm của ông và bà. Vì một lý do rất đơn giản, tôi không hề là một nhà văn nên cũng không có tham vọng tranh danh, đoạt lợi bằng ngòi bút theo lập luận đời thường, đánh một người nổi danh để được nổi danh hơn. Tôi chỉ là người lính chiến trong cuộc chứng kiến sự thật, kể lại sự thật, một sự thật nhỏ bé trong vuông vàng sự thật to tát từ cuộc chiến tự vệ của những người lính miền Nam, một cuộc chiến bị bóp méo, bị xuyên tạc, bị sỉ vả vô tội vạ bởi những ngòi bút đứng trong hàng ngũ của kẻ thắng trận. Ông đại đội trưởng và tiểu đoàn trưởng trong truyện này hiện nay đều định cư tại thành phố Houston sau nhiều năm trong trại cải tạo. Còn bốn anh thương binh trong truyện có lẽ hiện vẫn còn sống, nếu không đủ cả bốn, cũng còn hai hay là ba. Đây là một ấn tượng sâu sắc trong đời các anh, nên chắc chắn các anh phải nhớ, nếu chuyện này được phổ biến trong nước và thật sự các anh là người có chút liêm sĩ, các anh sẽ không thể quay lưng lại với sự thật của một thời quá khứ. Nguyễn Bửu Thoại. Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi. Thầy đu lưu luyến chân bước chân tôi. Trước giờ chia vui mấy ai không vui, kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi. Rồi đây mai này ai gọi đến tên tôi, bạn ơi. Dạ từ chung yêu với bao nhiêu bạn hiền, có thể là khi nước non vui bình yên. Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời, giết thù lập công cho xứng mãi trai sắt son khi lòng chưa phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, còn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim, bao giờ dám quên.
bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi linh thiêng cánh chim tung trời. Ngày nào khi đất nước bình đào giữa đòn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau. Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi, thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời, diệt thù lập công cho xứng tài trai, sắt son khi lòng chơi phai. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, con đi chinh chiến để được yên vui, lời mẹ hiền khuyên nguyện đặt trong tim bao giờ dám quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi chim tung trời. Ngày nào khi đất nước hết bình đào giữa đòn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô nắm